Chính phủ Việt Nam vừa tiếp tục quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, lây lan nhanh và trên diện rộng của dịch COVID-19 trên toàn thế giới, để tăng cường phòng chống không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha áp dụng từ 0 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2020. Việt Nam đã thông báo quyết định này cho các quốc gia và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức, đối tác quốc tế trong việc phòng chống kiểm soát dịch bệnh.